nay giới thiệu cho anh em hàn cái khung kiểu bát và uốn lượn thì có dưỡng. Đây là khung là 2m45, 1m2 này, một cái là 1m71, 83, 80 này, tổng là 4m51. Vậy là đã hoàn thiện xong cái khung rồi. Anh em có cách nào làm hay hơn không? Khung vát phải cánh buộc.